lên á, con đừng đưa cái thứ nghèo hèn này về gặp mẹ nữa. Còn cô, đừng có nghĩ tới cái chuyện làm dâu của nhà này. Thứ không cha không mẹ, không có mốm đăng hộ đối. Cô có biết thầy tướng số nói cô có tướng sát phu. Nếu cô thương thằng Quy nhà tôi á, thì từ nay đừng có tìm tới nó nữa, đừng có gieo họa xuống cái nhà này nữa. Út, Út, Út. Mẹ đừng có ép con nha. Quy, Quy. Gió thổi về Nam, sông dài xuôi gió về Nam. Trò lên phía Bắc mà rẽ đôi con nước ngược nhau. Đôi tay chèo chớ dài sần năm tháng gian lao. Mồ hôi ướt áo chèo bao mới kịp chờ nắng ngã về tây, chim chiều theo nắng về tây. Mình lên phía Bắc mà mỗi hơi rau bán nhọc nhằn, thương nhau nhiều chứ phong trần nó nó sao rồi?
Anh Quy bệnh nặng lắm rồi bác ơi. Con xin lỗi bác, mọi chuyện là do con. Vì thương con mà anh đã cãi bác và bỏ nhà đi. Dù sao anh cũng là con trai của bác mà. Bác cứu anh Quy nha bác. Bây giờ cô đưa tôi đi gặp thằng Quy, nhưng với một điều kiện. Cô phải rời xa và không được gặp lại thằng Quy nữa. Dạ, dạ được. Miễn là anh Quy được sống, con sẽ làm theo ý bác. Đời ta như đám lục bình lặng trôi, bèo mây tan tác, đêm vắng trên sông ngồi giữa mực. Dòng sông bát ngát mà lẻ loi trơ trọi dòng đời. Bến cũ đò sao người quên bên đó xưa, chiều im tiếng gió mà nỉ non ai khóc một mình. Anh buông chèo chớ ai chèo em lái qua trung dòng sông. Dòng sông bát